Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận 6 đã trao 400 túi an sinh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, mỗi túi an sinh trị giá 200.000 đồng. Thì việc này cũng là một trong những cái hoạt động chỉ đạo nhân văn của Tổng Liên đoàn cũng như là Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trong hệ thống công đoàn quan tâm đến công nhân người lao động trong cái tình hình mới. Tránh làm đứt gãy cái hoạt động sản xuất cùng cả nước, vực dậy cái nền kinh tế của mình. Và những phần quà này mặc dù là tuy nhỏ nhưng mà cái giá trị nhân văn nó lớn, động viên anh em công nhân người lao động. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận 6 sẽ tiếp tục trao 2.600 túi an sinh tại các công đoàn cơ sở còn lại trên địa bàn của quận.